Xin cảm ơn quý vị và bây giờ trở lại câu chuyện hôm nay với chúng ta với bác sĩ Phạm Gia Cổn. Trước năm 1975 thì bác sĩ là bác sĩ quân y của sư đoàn nhảy dù. Sau năm 75 bác sĩ sang Hoa Kỳ và đã từng là giảng sư của Đại học UCLA về tất cả các môn y khoa về gây mê. Đồng thời bác sĩ cũng là người sáng lập ra môn khí công hoàng hạc. Thế nhưng bác sĩ đã nói trong cái phần trước là bác sĩ nói là cái tinh thần, nhờ cái tinh thần của một cái lính nhảy dù là cố gắng thì bác sĩ đã vượt qua nhiều cái khó để đạt được cái mục tiêu của mình. Cái thứ hai nữa là bác sĩ nhấn mạnh đến cái tình đồng đội. Vậy thì đối với bác sĩ, cái tình đồng đội đó nó có phải là cái mục tiêu để bác sĩ suy nghĩ làm thế nào để giúp cho những người khác, giúp cho những người bên cạnh mình hay những người trong cộng đồng của mình bằng một cách nào đó, với cái nhìn của bác sĩ là họ, bác sĩ thấy họ có vẻ tiêu cực quá, bây giờ phải giúp làm sao cho họ tích cực hơn, đúng không? Cảm ơn chị. Khi dắt câu hỏi của chị quá hay đi. Thì cái tình đồng đội của nhảy dù thì nó un đúc được cái tình đồng đội, thì thứ nhất là chúng tôi cùng hy sinh xương máu với nhau, cùng ngồi trên một cái máy bay, cùng lao mình ra ngoài không gian. Rồi với cái tình đồng đội đó tạo nên một cái tình yêu quê hương đất nước và yêu con người nữa. Thế cái vấn đề cái con người y khoa của tôi là sinh ra là để giúp đời, giúp người. Thì trong cái lúc mà ở nhảy dù đó thì tôi có nhiệm vụ phải săn sóc cái người thương bệnh binh. Và không những người thương bệnh binh của mình mà phải nói thật ngay cả những cái người thương binh của phe bên kia. Tôi cũng có nhiệm vụ, nó là con người mà. Vâng. Thế rồi những cái vùng mà khi quân mình đó giữ được an ninh chiếm lại thì chúng tôi đi làm những nhiệm vụ dân sự vụ để giúp đồng bào. Thì nó quen với những cái đó rồi. Mới nhất là cái y khoa là để giúp đời, giúp người, cho nên là tôi đóng góp cho cái cộng đồng. Và tôi vẫn chủ trương là mình muốn vui thì mình làm những người khác vui rồi mình vui lây. Chứ còn tự mình không vui được. Cái xã hội chung quanh mình nó không vui, mình không thể vui được, không ạ? Do đó mà tôi đóng góp cho những cái sinh hoạt của cộng đồng cho nó vui tươi. Và một cái đúng cái chuyên môn của tôi là vấn đề sức khỏe. Thì cái chơi nhạc cũng là một hình thức để vấn đề giúp cho sức khỏe. Y khoa cũng là sức khỏe và võ cũng là sức khỏe. Cho nên tôi mới nghĩ ra được những cái vấn đề, những cái việc mà tạo nên một cái lối tập nhẹ nhàng phối hợp y võ nhạc, tôi gọi là y võ nhạc, để mà hướng dẫn cho con người cho nó khỏe. Cái sức khỏe là quan trọng nhất, tôi gọi là vui mạnh đó, nó là như vậy đó thưa chị. Đã. Vâng, thưa quý vị, với hai chữ vui mạnh thì bác sĩ Phạm Gia Cổn thì cho chúng ta thấy một cái bối cảnh rất là đẹp của một cái cộng đồng. Một cộng đồng mà ai cũng phải tươi vui, phải khỏe mạnh. Bởi vì ngày xưa chúng ta, lúc chúng ta đi học ở Việt Nam á, chúng ta luôn luôn nghe cái bài ca là khỏe vì nước, đúng không? Thì khỏe vì nước, kiến thiết quốc gia. Cái câu nói, câu hát đấy thì phải nói là học sinh Việt Nam Cộng Hòa ai cũng biết cái câu hát đấy. Và nó đã thực thể, nó đi vào cái đời sống của chúng ta như thế nào khi chúng ta là hải ngoại. Bác sĩ Phạm Gia Cổn nhấn mạnh được cái chữ là vui, khỏe. Vậy thì đối với bác sĩ, khi mà ra hải ngoại rồi chúng ta thấy là đời sống này cơm no áo mặc đầy đủ hết, không có phải lo nhiều như sống trong một cái xã hội mà vừa tinh thần bị áp bức rồi đói nghèo. Thế thì sang đây đã thấy đủ là khỏe rồi. Thế thì cũng không có bị áp bức nhiều, thế cũng là hơi chút vui rồi. Thế thì nhìn như thế nào mà bác sĩ phải nhấn mạnh đến hai chữ vui, khỏe? Thế chị chưa đủ đâu. Là tại vì cái sức khỏe đó là nói theo tiếng Mỹ là health, healthy, nó khác với sức mạnh. Thì theo cái định nghĩa của cơ quan y tế quốc tế đó là WHO đó, thì nó họ giải thích cái sức khỏe health nó là một tình trạng hoàn hảo, hoàn chỉnh của tình trạng, nó gọi là mental, là tinh tâm thần, physical là thể chất, and social well-being. Thì xã cái hội. Đó là khỏe. Còn ăn nhiều tiền, ăn uống thoải mái thì cái đó chưa có khỏe. Nhưng mà cái tinh thần có khỏe không, lo lắng cái cộng đồng xã hội có khỏe không, thì cái đó mới đúng là khỏe. Thành ra tôi thấy là chị dắt những cái điều mà tôi rất là thú vị.
thì cái sức khỏe nó gồm như vậy. Và chị thì theo tôi quan niệm đó, thì tâm tình với chị luôn thì rất là thú vị. Chị hít vào cái chỗ hay lắm. Thế tôi vẫn chủ trương cái con người khỏe và tươi vui thì nó tạo nên một xã hội tươi vui, tôi gọi là thiên hạ bình. Thì tôi kỳ vọng như vậy. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy mình có cái sức khỏe rồi, tinh thần mình sẽ minh mẫn. Và cái điều đó nó làm cái gì cho mình? Nó tác động vào cái thể chất và cái sự suy nghĩ của mình nữa. Mình sẽ tích cực hơn, mình sẽ không tiêu cực. Tại sao có nhiều người chúng ta thấy rất là giàu có, thế nhưng lúc nào cũng đau ốm bệnh tật? Là tại vì lo lắng nhiều quá, tiền nhiều quá không biết lo lắng để đâu cho hết. Hay là nhiều tiền quá lại nghiện ngập, lại là không khỏe. Thì cái đầu của mình nó sẽ suy nghĩ những cái chuyện không có đúng đắn. Cho nên bác sĩ nói tới cái chuyện sức khỏe và đi tới cái chuyện cộng đồng, đến cái xã hội, những cái điều đó thật là thiết thực. Thế nhưng mà bây giờ Phiến Đan muốn được hỏi bác sĩ là trong mỗi cái cuộc sống của chúng ta, ngoài cái sự lo lắng, ngoài cái tính chất riêng tư của mình mà không có thể nói cho người khác nghe được, thì mình không có thể hòa nhập được với cái cộng đồng, thì mình nghĩ là ồ, tôi có tiền, có một số người có tiền chỉ biết đi gym, đi tập cho mình, chả có thèm quan tâm tới cộng đồng gì cả. Tôi biết tôi giữ sức khỏe cho tôi là được rồi. Thế thì bác sĩ thấy nó có đủ không? Thế chị, tôi không có dám nói về từng cá nhân thưa chị. Tôi chỉ nói cái theo cái khía cạnh, theo cái nhìn khoa học, vâng, y học và vâng, cái quan niệm của tôi thôi. Chứ không có dám mà đi vào những cái chuyện đó. Như tôi vừa nói với chị đó và trình bày quý vị, cái sức khỏe theo cái định nghĩa của cơ quan y tế quốc tế, nó là tinh thần, thể chất và xã hội. Cái sức khỏe nó không khác với cái sức mạnh mà khiêng cái bàn, cái ghế. Và nó phải cái cơ thể mình phải tốt và cái đầu óc mình phải bình trong, trong sạch và thoải mái, thì thư giãn, thí dụ như vậy, nó bình thản, thư giãn, thoải mái, relax. Vâng. Thì nó hòa đồng với một cái xã hội thoải mái, thì cái đó mới là hoàn chỉnh. Chứ còn đi gym để mà kéo tạ không ấy, thì cái đó tôi nghĩ cũng chưa phải là sức khỏe. Nó là chỉ sức mạnh của bắp thịt. À. Đúng không ạ? Thế rồi tinh thần, như chị nói, mệt mỏi, depressed hay gì đó, thì cái sức khỏe tinh thần không có. Thế rồi chưa kể những bệnh tim gan phèo phổi, nó là những cái sức khỏe đó thì để ông bác sĩ ông ấy chữa. Thì cái chuyện đó thì nó mơ hồ, nó tôi chỉ nói chung những cái sinh hoạt cộng đồng lành mạnh thì cái đó tùy người thôi. Mà mình tập cho mình được một cái sức khỏe của mình, sức khỏe cả cái tinh thần nữa, thì tự nhiên mình yêu đời, mình mới sinh hoạt với cái đám đông được. Và theo tôi quan điểm, mình vui một mình không thể được, mình tự lừa dối mình thôi. Vui là phải có đám đông. Chẳng hạn chị, ít nhất chị nói chuyện với tôi chị có cái vui. Vâng. Chứ chị ngồi chị nói một mình chị không vui. Đúng, đúng không ạ? Thế rồi chẳng hạn mới tuần rồi tôi có gặp anh chị ở trong cái buổi tiệc của bác sĩ Vĩnh Chánh ra mắt cái cuốn sách. Thì một cái tập thể anh em chia sẻ với nhau cái cuốn sách của bác sĩ Vĩnh Chánh. Thì cái vui đó, cái vui tập thể. Thì ít nhất cái đó là cái vui. Chứ còn bây giờ nếu mà cái đêm hôm đó mà chị ở nhà, chị ngồi chị coi tivi không, thì chị thấy cũng cô đơn lắm, đúng không ạ? Vâng. Đó thì cái vui tập thể, mà trong y khoa có nói cái sinh hoạt tập thể là nó tạo nên một niềm vui, nó có thể làm giảm cái sự lão hóa trong đầu. Thì những người lớn tuổi thì nó bị một cái này nữa, một trong những cái bị đó, nó gọi là senile dementia, là cái lú lẫn của tuổi già. Nhưng mà cái sinh hoạt tập thể nó làm giảm cái đó đi. Chẳng hạn bây giờ tôi nhìn trong cộng đồng, tôi thấy có nhiều cái sinh hoạt tập thể, chẳng hạn như quý vị tụ tập với nhau có những cái lớp chụp hình, cái đó cũng là một sinh hoạt tốt. Có những lớp học vẽ, rồi ngay cả có những lớp tập nhảy, những là lai đen hay gì đó, tôi chưa bàn đến cái nào tốt hơn cái nào, nhưng mà cái đó nó là cái sinh hoạt tốt. Nhưng cái tốt nhất nếu mà sinh hoạt với nhau để làm những công việc thiện nguyện, cùng làm một chuyện mà cùng làm những công việc thiện nguyện để đóng góp với xã hội, thì không những tốt cho mình mà tốt cho đời, thì cái đó là quý hơn. Đó thì theo cái nhìn của tôi như vậy.
Vâng, thưa quý vị, Phía Nam thật là thích thú với cái câu chuyện của bác sĩ Phạm Gia Cổn, và chúng ta tạm ngừng trong giây lát và ta sẽ trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại và chợ cho đài. Xin cảm ơn quý vị.